Xem video trên Battlecry mà không muốn gặp quảng cáo. Thay vì bỏ ra 79.000 một tháng để mua trực tiếp Premium từ YouTube, hãy vào ngay sonhainguyen.com để tận hưởng không quảng cáo và phát nhạc trong nền và trên mọi thiết bị chỉ với 1.000 một ngày. Là một đất nước vẫn còn phủ bóng bởi cuộc chiến tranh lạnh. Đó chính là cụm từ làm người ta thích thú mỗi khi nói về nền công nghiệp quốc phòng của Seoul. Trong suốt nhiều năm sau chiến tranh lạnh, Hàn Quốc vẫn không ngừng chịu áp lực từ Triều Tiên. Và điều thú vị ở đây, đó là nó đã thúc đẩy họ đi từ một quốc gia phụ thuộc vào viện trợ, vươn lên trở thành một nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai tại châu Á-Thái Bình Dương. Và nó giúp cho khu vực có thêm một nhà cung cấp vũ khí, khi những nhà cung cấp lớn như Nga và Mỹ đều đang bận rộn trong những cuộc chiến của riêng mình. Vào cuối năm 2022, Hàn Quốc cùng Việt Nam đã nâng cấp mối quan hệ lên mức cao nhất. Và điều này đã mở ra một cánh cửa mới cho Việt Nam đa dạng hóa nguồn cung vũ khí của mình, nhất là khi đối tác cung cấp vũ khí chính cho Việt Nam hiện nay là Nga lại đang tham chiến tại Ukraine. Nó đã khiến cho các lệnh trừng phạt cấm vận của phương Tây áp đặt lên Moscow có nguy cơ lan sang các quốc gia mua vũ khí của Nga. Đặc biệt là một lo ngại khác, đó là nếu mà chiến tranh nổ ra thì liệu nguồn cung từ Nga có còn ổn định hay không. Và những động lực này đã thúc đẩy Việt Nam đi tới quyết định nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất với một loạt những quốc gia, từ Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản cho tới Australia. Thế nhưng, trong số các nguồn cung cấp vũ khí mới này của Việt Nam, thì một quốc gia đang còn chìm trong chiến tranh lạnh từ thế kỷ trước là Hàn Quốc có thể sẽ trở thành một nhà cung cấp vũ khí đáng tin cậy hơn cả, cũng như phù hợp nhất để lấp đầy những khoảng trống từ phía Nga. Thế nhưng, vì sao? Chào mừng đến với Battlecry, người kể sự. Những lợi thế mà chỉ Hàn Quốc có. Sở dĩ gọi Hàn Quốc là đất nước vẫn còn phủ bóng bởi chiến tranh lạnh là vì ngành công nghiệp quốc phòng của nước này không rơi vào tình trạng ngủ đông an ninh sau năm 1991 như nhiều nước châu Âu. Nếu ở châu Âu, việc Liên Xô sụp đổ đã khiến cho nhiều nước xem nhẹ mối lo về an ninh, thì tại Hàn Quốc, quốc gia này vẫn luôn phải đứng trước mối đe dọa thường trực, ít nhất là từ Triều Tiên. Do đó thì ngành công nghiệp vũ khí của Hàn Quốc chưa từng đóng cửa như nhiều nước. Họ luôn sẵn sàng cho chiến tranh. Và sau nhiều năm, áp lực của Triều Tiên cuối cùng cũng đã tạo ra được những lợi thế mà chỉ Hàn Quốc có. Thậm chí còn vượt mặt các đối tác Âu Mỹ ở một số thị trường lẫn nhiều phân khúc. Lợi thế này bao gồm hai điều. Thứ nhất là tốc độ sản xuất và giao hàng. Thứ hai là những sản phẩm chỉ Hàn Quốc có khả năng cung cấp. Đầu tiên thì hãy nói về tốc độ. Do đã đóng cửa các nhà máy từ sau chiến tranh lạnh, thế nên năng lực sản xuất của các nước Âu Mỹ đã giảm đi đáng kể. Chỉ khi chiến tranh tại Ukraine bùng phát vào năm 2022 và liên tiếp các bất ổn xảy ra như chiến tranh tại Trung Đông, các nhà thầu quốc phòng của Mỹ và châu Âu mới nỗ lực khởi động lại hoặc tăng cường sản xuất để kịp cung cấp vũ khí cho các cuộc chạy đua vũ trang trên toàn cầu. Thế nhưng, những nỗ lực đó không thể sánh được với Hàn Quốc. Việc quốc gia này vẫn duy trì bộ máy quân sự sau thời chiến tranh lạnh đã giúp họ đạt được tốc độ sản xuất rất đáng nể. Như với trường hợp của Ba Lan, Hàn Quốc từng ký hợp đồng cung cấp xe tăng K2 và pháo tự hành K9 cho Ba Lan, và thời gian giao hàng chỉ vỏn vẹn trong vài tháng. Ở Hàn Quốc, chúng ta có thể thấy những công xưởng nhà máy sản xuất vũ khí vẫn còn nguyên vẹn kể từ sau sự kiện Liên bang Xô Viết sụp đổ năm 1991. Và không chỉ là về thời gian mà đó còn là về giá cả. Chẳng hạn như công ty của Hàn Quốc có thể lắp ráp pháo tự hành K9 chỉ trong khoảng 180 ngày, nhanh gấp từ 2-3 lần so với các đối thủ cạnh tranh, nên sẽ làm chi phí thấp hơn, dù các sản phẩm của công ty cũng có thể rẻ hơn. Pháo K9 hiện nay có giá khoảng 3,5 triệu đô, chỉ bằng khoảng 1/2 đến 1/3 giá của các đối thủ cạnh tranh toàn cầu. Thứ hai là về các sản phẩm mà chỉ Hàn Quốc có thể cung cấp. Từ lâu thì các nhà sản xuất Mỹ và phần lớn châu Âu đã chuyển sang các loại vũ khí chiến lược, đạn dẫn đường chính xác và các công nghệ tiên tiến khác. Và điều này thì đã tạo ra một khoảng trống trong ngành công nghiệp quốc phòng toàn cầu. Chẳng hạn như dù drone đã được sử dụng với tần suất rất lớn, nhưng thực tế chiến trường thì cho thấy những vũ khí truyền thống như pháo vẫn là những loại vũ khí chủ đạo trong nhiều cuộc xung đột, như tại chiến trường Ukraine. Pháo có thể quyết định cục diện chiến trường. Trước khi một cuộc xung đột Nga và Ukraine nổ ra, công
Công ty Hanwha Aerospace, nhà thầu quốc phòng hàng đầu của Hàn Quốc, đã sản xuất vũ khí các loại như pháo tự hành, xe tăng trong suốt gần 50 năm vừa qua, vẫn kiên trì với các sản phẩm của mình. Ngay cả khi các đối thủ nước ngoài chuyển sang máy bay tiêm kích thế hệ thứ 6 và máy bay không người lái, các nhà phân tích quân sự khi đó coi Hanwha là một di sản lỗi thời. Họ mỉa mai và cho rằng các sản phẩm của Hanwha không thể đáp ứng được cho chiến tranh ở thế kỷ 21. Thế nhưng rồi thì cuộc xung đột Nga và Ukraine đã làm cho các nhà phân tích này phải bẽ mặt. Cuộc chiến này đã chứng minh ý kiến của các nhà phân tích là sai lầm. Trong gần 30 tháng xung đột, quân đội Nga và Ukraine đã sử dụng nhiều loại chiến thuật mới và triển khai nhiều công nghệ hiện đại để có thể giành được lợi thế quyết định trên chiến trường. Dù vậy thì một điều không thể thay đổi là sự phụ thuộc của cả hai phía và lực lượng pháo binh. Binh sĩ Nga hiện nay khai hỏa khoảng 10.000 viên đạn pháo mỗi ngày, còn với Ukraine là tầm 2.000 viên. Đây là loại vũ khí đã gây ra phần lớn thiệt hại cho lực lượng hai bên trong suốt cuộc xung đột. Cả Nga và Ukraine đều áp dụng học thuyết quân sự tiền pháo hậu súng từ tận thời Liên Xô. Trong đó thì họ ưu tiên sử dụng pháo binh với mật độ cao để làm mềm mục tiêu trước khi cho bộ binh tiến lên. Cuộc chiến ở Ukraine qua đó đã làm nâng tầm pháo binh và thúc đẩy hàng loạt những quốc gia tìm tới Hàn Quốc. Như Ba Lan là một khách hàng quen thuộc của Hanwha. Họ đã đặt hàng ít nhất là 670 khẩu pháo tự hành K9 và 290 giàn phóng tên lửa từ năm 2022. Công ty này cũng sở hữu hợp đồng xuất khẩu pháo tự hành sang Ai Cập và đạn dược sang Anh. Và nếu thỏa thuận đề xuất với Rumani được thông qua, thì đây sẽ là quốc gia thứ 10 mua pháo K9 của công ty Hàn Quốc. Và cũng hơn 2 năm kể từ khi cuộc xung đột này diễn ra, doanh thu xuất khẩu vũ khí hàng năm của Hanwha tăng gấp 11 lần lên 1,1 tỷ đô la. Cổ phiếu công ty cũng tăng khoảng 350%. Ở đây thì chúng ta thấy rằng Hàn Quốc rất phù hợp để trở thành đối tác cung ứng vũ khí cho Việt Nam và bổ sung phần nào khoảng trống từ phía Nga. Thứ nhất là vì thời gian giao hàng nhanh chóng, đáp ứng được nhu cầu nếu chiến tranh bất ngờ nổ ra. Không chỉ bởi guồng máy sản xuất của nước này luôn sẵn sàng, mà trong nhiều trường hợp, chính phủ Hàn Quốc còn sẵn lòng để các doanh nghiệp quốc phòng trong nước điều chỉnh thời gian bàn giao cho các đơn hàng nội địa nhằm ưu tiên hoàn thành các đơn hàng xuất khẩu. Thậm chí, nắm được tâm lý xót của các đối tác khi phải chi những món tiền khổng lồ để mua sắm vũ khí. Seoul còn mạnh tay đề xuất thiết lập cơ sở sản xuất và chuyển giao công nghệ ở nước đối tác, giúp họ giảm bớt sự phụ thuộc và năng lực sản xuất của Seoul, giảm tải cho Hàn Quốc. Mặt khác thì giúp các quốc gia đối tác của Seoul củng cố năng lực sản xuất công nghiệp quốc phòng của chính họ. Chưa hết, các doanh nghiệp quốc phòng Hàn Quốc còn được chính phủ cho phép tự do điều chỉnh sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Với Việt Nam, tốc độ vẫn chưa phải là ấn tượng duy nhất, mà vũ khí của phía Hàn Quốc còn rất đa dạng và rất nhiều trong số đó phù hợp với chiến tranh hiện đại cũng như nhu cầu của quân đội ta, như một trong số chúng đã được chú ý từ phía Việt Nam. Cụ thể, theo báo Quân đội Nhân dân, vào tháng 4 năm 2024, trong chuyến thăm Hàn Quốc, ngay sau khi tới Seoul, Bộ trưởng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu quân sự cấp cao của Việt Nam đã tới thăm lữ đoàn pháo binh số 7 thuộc quân đoàn cơ động số 7 của quân đội Hàn Quốc. Chính tại đây, Bộ trưởng Phan Văn Giang và các thành viên đoàn đã xem buổi bắn biểu diễn pháo tự hành K9A1, nghe giới thiệu về cơ sở vật chất của đơn vị và vũ khí trang bị bao gồm pháo tự hành K9A1, xe tiếp đạn K10. Những hoạt động này có phần bất ngờ đã cho thấy phái đoàn quân sự Việt Nam thể hiện sự quan tâm rất lớn tới loại vũ khí trên. Tất nhiên thì khác với số đông, những vũ khí mà Việt Nam có thể mua sắm từ Hàn Quốc đều phải là những sản phẩm không chứa công nghệ Mỹ. Vì nếu vũ khí của Hàn Quốc có công nghệ Mỹ, thì việc mua bán kiểu này phải được Mỹ thông qua. Mà muốn Mỹ gật đầu, thì đổi lại Việt Nam sẽ phải theo tiêu chuẩn khắt khe từ phía Mỹ. Chẳng hạn như phải thay đổi nền chính trị chẳng hạn, điều mà gần như chúng ta không bao giờ chấp nhận. Và cũng cần phải lưu ý rằng, chúng ta chỉ mua trong trường hợp khẩn cấp do chiến tranh và bổ sung vào phần thiếu của Nga thôi. Bởi về lâu về dài, Việt Nam vẫn sẽ hướng tới sản xuất tự lực trong nước. Cuộc chiến bất ngờ của Nga đã cho thấy việc phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài nó bấp bênh như thế nào, do mỗi lần chuyển hệ vũ khí là rất khó khăn. Việc thiếu đồng nhất trong các nguồn cung khiến nước ta sẽ khó xây dựng một đội quân bài bản. Thế nên, tự lực tự cường vẫn là yêu cầu cốt lõi của một quốc gia nằm ở điểm nóng về địa chính trị như Việt Nam. Song sau tất cả,
việc nâng cấp quan hệ với Hàn Quốc hồi cuối năm 2022 đã cho thấy một phản ứng rất nhanh nhạy của Hà Nội trong việc đảm bảo an ninh quốc gia. Kể từ khi chiến sự ở Ukraine bùng phát, không ít bên đã nhận định rằng Nga sẽ sớm giành được chiến thắng trước Ukraine. Thế nhưng với những nhà quân sự lọc lõi, họ đều nhận ra đây sẽ là một cuộc chiến dài hơi, bởi đằng sau Ukraine chính là sự hậu thuẫn của phương Tây. Nó có điểm giống như ngày xưa Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam vậy. Và đằng sau Việt Nam, khi đó là sự hỗ trợ của Liên Xô và Trung Quốc. Mỹ cũng từng được tung hô là sẽ giành chiến thắng tại Việt Nam chỉ sau 3 tháng. Và cuối cùng là thất bại sau gần 8 năm tham chiến dài dẳng. Và Việt Nam cũng là nước nằm trong số ít có nhận định nhạy bén như vậy. Chính từ đó thì chúng ta mới đẩy mạnh nâng cấp quan hệ với một loạt những quốc gia để đảm bảo dòng chảy vũ khí không bị đứt đoạn trong trường hợp Nga bị sa lầy tại Ukraine. Cơ hội hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực sản xuất vũ khí công nghệ cao. Mặc dù Hàn Quốc và Việt Nam bị cản trở bởi những tiêu chuẩn khắt khe từ Hoa Kỳ trong việc chuyển giao các loại vũ khí công nghệ cao, thế nhưng việc hợp tác trong lĩnh vực này không phải là không có khả năng, bởi mọi thứ đã thay đổi rất nhiều sau sự bùng nổ của các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo AI. Sự mới mẻ của nó đang tạo ra những khoảng trống chưa được khai thác, và đó chính là cầu nối để hai nước có thể cùng nghiên cứu những công nghệ mới nhằm giải quyết thách thức của riêng mỗi bên mà không phải quá phụ thuộc vào Hoa Kỳ. AI hiện đang được đẩy nhanh ứng dụng vào trong quân đội Hàn Quốc. Một trong những ví dụ điển hình của kế hoạch này đó là việc họ áp dụng AI vào lĩnh vực quân sự, khi mà Hàn Quốc đã triển khai một kế hoạch vào tháng 1 năm 2024. Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc DAPA lần đầu tiên công bố việc phát triển hệ thống giám sát an ninh dọc biên giới dựa trên AI. Công nghệ này sẽ giảm bớt quân số và nhiều hoạt động khác không cần thiết, qua đó thì sẽ tiết kiệm ngân sách quốc phòng. Bên cạnh những lĩnh vực mới như AI, Hàn Quốc cũng đang đi theo xu hướng tự lực tự cường, qua đó thì họ cho ra đời những sản phẩm ngoài sự kiểm soát của Mỹ. Như giám đốc điều hành của tập đoàn Hanwha Aerospace, ông Son Jae-in đã thông báo rằng: "Chúng tôi cũng sẽ sản xuất động cơ cho máy bay tiêm kích thế hệ thứ 6." Ông nói: "Hiện tại chúng tôi đang nhập khẩu động cơ máy bay từ nước ngoài, nhưng tôi cho rằng điều đó nên dừng lại, chúng ta hãy tự sản xuất." Xu hướng đứng độc lập khỏi Mỹ hiện đang bùng nổ tại Hàn Quốc. Và điều này thì bắt nguồn từ chính những cam kết bảo vệ yếu kém của Hoa Kỳ. Một ví dụ rõ nhất là trong lĩnh vực hạt nhân. Các cuộc thăm dò dư luận thực hiện lần lượt vào các năm 2021 và 2022 đã cho thấy có hơn 70% số người dân Hàn Quốc được hỏi họ ủng hộ hạt nhân hóa Hàn Quốc. Hay vào giữa tháng 7 vừa qua, một lần nữa trong một cuộc khảo sát, tờ Financial Times cho biết rằng có 66% công dân Hàn Quốc vẫn ủng hộ hoặc ủng hộ mạnh mẽ việc chuyển đổi sang chính sách răn đe hạt nhân độc lập. Đây là lần thứ 3 trong một cuộc khảo sát người Hàn Quốc cho biết họ thích sở hữu vũ khí hạt nhân riêng hơn là sự bảo vệ từ cái ô hạt nhân của quân đội Mỹ. Còn ở thời điểm 10 năm trước, kêu gọi Hàn Quốc sở hữu vũ khí hạt nhân vẫn là một ý tưởng bên lề và ít được đưa tin theo kiểu nghiêm túc. Thế nhưng vì sao người Hàn lại mất niềm tin vào cái ô hạt nhân của Mỹ như vậy? Mọi chuyện bắt đầu hồi đầu năm 2024, khi đó Nga được cho là đã chuyển giao công nghệ tên lửa đạn đạo tầm xa với độ chính xác cao cho Triều Tiên. Đổi lại thì Nga sẽ nhận được vũ khí viện trợ từ quốc gia này cho cuộc chiến hao người tốn của ở Ukraine. Hãy thử tưởng tượng, nếu Triều Tiên làm chủ được công nghệ tên lửa tầm xa, độ chính xác lại cao, là có thể vượt qua hàng rào phòng không nhờ công nghệ tối tân từ Nga, thì sẽ như thế nào nếu Bình Nhưỡng phát động tấn công? Khả năng đánh chặn khi đó sẽ là rất khó, khi Hàn Quốc phải đương đầu với sự hợp tác của hai nước Triều Tiên và Nga. Mối nghi này đang khiến cho nhiều người Hàn cảm thấy cực kỳ bất an. Trong khi đó, nghi ngờ về khả năng Mỹ sẽ bảo vệ ngày một tăng lên. Tại Hàn Quốc, người ta đang tự hỏi nhau rằng liệu Washington có dám đánh đổi San Francisco để bảo vệ Seoul trong trường hợp chiến tranh hạt nhân xảy ra hay không? Nghi ngờ này thì càng có cơ sở khi mà dư luận Mỹ đã liên tục quay lưng lại với việc bảo vệ Hàn Quốc. Với người dân Mỹ, chỉ có 50% số người được hỏi ủng hộ việc triển khai quân đội Mỹ để bảo vệ Hàn Quốc trong trường hợp xảy ra xung đột. Con số này thì giảm từ 63% vào năm 2021 và 55% vào năm ngoái. Hay như cuộc bầu cử Mỹ vừa kết thúc gần đây, tân Tổng thống Donald Trump với lý do gánh nặng chi phí
Ông này từng thể hiện mong muốn rút 28.500 lính Mỹ ra khỏi Hàn Quốc. Và thậm chí, ông còn đặt một câu hỏi là tại sao Mỹ phải bảo vệ Hàn Quốc. Việc ông Trump thắng cử năm 2024 là một vấn đề đè nặng lên tâm trí của nhiều người dân Hàn. Nhà phân tích cấp cao tại Viện Tư vấn Sejong Cheong Seong Chang cho biết, lịch sử nước Mỹ cho thấy các cam kết quốc phòng của nước này không phải lúc nào cũng được gìn giữ. Và việc dựa vào thiện chí của Tổng thống Mỹ để đối mặt với các mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên là điều vô cùng nguy hiểm. Vậy nên, nếu như phải trả tiền để được nằm trong cái ô hạt nhân của Mỹ mà lại còn vẫn không yên tâm, thì tại sao Hàn Quốc không tự xây dựng cho mình những tổ hợp vũ khí mạnh mẽ để đối phó với Triều Tiên? Hiển nhiên, với Seoul, việc chạm tay vào vũ khí hạt nhân là một chuyện khá xa vời ở hiện tại. Thế nhưng sự leo thang của dư luận trong nước chắc chắn sẽ thúc đẩy một xu hướng khác, đó là việc tự lực tự cường trong việc sản xuất các loại vũ khí công nghệ cao. Sở hữu một nền kinh tế mạnh mẽ cùng một nền tảng công nghiệp quốc phòng phát triển, Hàn Quốc giờ đây có đủ khả năng để tạo ra những tổ hợp vũ khí nội địa cho riêng mình. Một ví dụ gần đây nhất đó là chiếc máy bay chiến đấu KF-21 do Hàn Quốc tự nghiên cứu chế tạo. Đây được coi là thành quả tiên tiến nhất của ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc, khi mà chiếc KF-21 được coi là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4.5, do nó có khung của thế hệ thứ 4, nhưng được trang bị công nghệ tàng hình hiện đại, tương đương với các chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 như F-35 của Mỹ hay J-20 của Trung Quốc. Hơn hết, xu hướng này ở Hàn Quốc còn đang được thúc đẩy bởi bối cảnh chung. Như chúng ta đều biết, Trung Quốc đang gia tăng cạnh tranh với Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, và điều này lại không phải khi nào cũng là bất lợi với các nước trong khu vực. Bởi nếu xét kỹ ra, thì chính nó sẽ giúp cho các nước tại đây có tiếng nói lớn hơn, uy lực hơn khi đứng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, thay vì phải đứng hẳn về một bên và nghe lệnh. Vào đầu năm 2024, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Seok-yeol còn cam kết rằng đưa Hàn Quốc trở thành nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ tư thế giới và chiếm 5% thị phần vào năm 2027, chỉ sau Nga, Mỹ và Pháp. Tương lai rộng mở của Hàn Quốc chính là cơ hội để Việt Nam ta có thể hợp tác với một nền công nghiệp phát triển hơn, qua đó thực hiện được mục tiêu đi tắt đón đầu trong lĩnh vực quân sự quốc phòng.